Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì Lực Tăng tiếp tục cập nhật thông tin nhá. Ngày hôm nay Lực Tăng vẫn đang ở ngoài Thanh Hóa nha mọi người. Vẫn chưa vô được. Và ngày hôm nay dự kiến Lực Tăng sẽ đi một chặng đường lại khá xa nữa đây. Thì đi ra một cái tỉnh khác nha mọi người. Đó, đã không về thì thôi, mà đã về rồi thì làm cho tới nơi tới chốn mọi việc đi rồi mới vào trong Nam được nha mọi người. Thì đi, nhưng mà Lực Tăng vẫn cập nhật thông tin liên tục cho mọi người. Thì như ngày hôm qua đó thì cô dì chú bác cũng đã theo dõi một cái clip như phim hành động của Lực Tăng. Khi đã tóm gọn được một cái kẻ gọi như là ăn tiền dưa bẩn của cặp đôi nhà Trang Thái nha mọi người. Lực Tăng khẳng định là tụi này á là nó có một cái đường dây, một cái băng nhóm khá là rộng nha mọi người. Nhưng mà ngày hôm qua thì phát hiện ra thì theo như điệp viên cập nhật về thì nó nói rằng là 5-7 người đứng được cái cầu đó. Nhưng mà khi Lực Tăng ra thì nó có hai thằng dẫn đường nha mọi người. Hai thằng thì bắt đầu là thấy anh em Lực Tàng là nó lao luôn xuống sông đó, thì Lực Tàng cũng đã tóm gọn được một thằng. Thì qua cái quá trình mà Lực Tàng hỏi thì cô dì chú bác cũng có thể thấy đó, là nó trả lời thì thằng này là nó mới có 27 tuổi, mà tướng thì như thằng xì kia, thằng nghiện đó mọi người. Thì mọi người biết rằng là những cái kẻ như vậy thì nó mới thèm tiền đó, và nó nói rằng là nó không biết Trang Thái là ai, nhưng ở đây chắc chắn rằng là nó đã ăn tiền. Thì Lực Tàng đã biết được nhà cửa ở đâu rồi, thì cô dì chú bác cứ yên tâm. Cái phương án mà Lực Tàng đưa nó lên công an đó, là để giải quyết đó, là nếu như nó manh động, nếu như nó chống cự, mà nếu như nó không biết sai á, là Lực Tàng xử lý tới nơi tới chỗ luôn. Nhưng khi mà Lực Tàng tắt máy điện thoại đi rồi chiều hôm qua mọi người, Lực Tàng vào đến tận nhà luôn. Không, nó nói nó chưa có vợ nhưng nó đã có vợ rồi, một đứa con nhỏ nè mọi người ạ. Lực Tàng cũng cảm thấy là cái gia cảnh nó rất là khó khăn, chứ cũng không phải là cộm cán gì, không chơi bời gì. Nhưng mà nói rằng là vì coi trên mạng xã hội thấy Lực Tàng thì ghét này nọ, rồi chửi bới và hù dọa Lực Tàng cho vui. Thì đó là cái ý định của anh này. Nhưng không ngờ là Lực Tàng làm thật. Thì cái chuyện đó thì mọi người cũng có thể thấy rằng là nếu như thực sự mà nó ăn tiền nhà Thái Dúi để đi bảo vệ những kẻ cầm thú, để đi tấn công những đứa nhỏ và những người già, thì chắc chắn là Lực Tàng sẽ không buông tha đâu. Nhưng qua một cái quá trình Lực Tàng ngồi nói chuyện và hỏi bà con hàng xóm ở khu vực, thì họ nói là thằng này nó cũng không có cái gì đâu, thôi tha cho nó đi. Đó, thì Lực Tàng cũng đã giải quyết một cách rất là đẹp, rất là gọn. Thì chắc chắn rằng thằng em này á, là từ đây về sau nó sẽ không bao giờ mà dám làm một cái gì gọi như là đục đạp đến Lực Tàng nữa đâu nha mọi người. Mọi người cứ yên tâm đi. Ở ngoài đất Thanh Hóa này thì Lực Tàng không phải là cái gì cả, nhưng mà sống ở đâu cũng có pháp luật, sống ở đâu cũng có phải có cái tình người, con người với nhau, đúng mọi người. Thế nên là mình làm sao để cho hài hòa một tí. Dù sao đi chăng nữa thì mình bảo vệ những đứa trẻ thì chắc chắn rằng là nó cũng sẽ có những đứa con. Thì mình chỉ cần thuyết phục nhẹ nhàng để nó hiểu được như thế nào là cái cuộc sống, như thế nào là làm có ích cho xã hội. Và khi mà nó tiếp tay cho những kẻ xấu kẻ ác thì xã hội và cộng đồng sẽ không buông tha, và không trước thì sau thì cũng sẽ dính líu vào pháp luật nha mọi người. Thì Lực Tàng nói rồi thì nó cũng đã xin, thì thôi để xem coi tình hình như thế nào. Lực Tàng vẫn để cho điệp viên mấy anh em ở ngoài này họ sẽ tiếp cận liên tục, và nếu như chỉ cần mà có một cái vấn đề gì đó mà anh ta không chuyển hướng thì sẽ có cái phương án để giải quyết. Có gì cho bác cứ yên tâm về cái anh này nha. Đó thì cũng lỡ ra đây rồi, cũng là một cái duyên, một cái mà để cho Lực Tàng vừa đi chơi vừa gọi như là tiếp cận anh em để biết được là cái lòng yêu thương của mọi người nhiều như thế nào. Thì ngày hôm nay Lực Tàng lại tiếp tục cập nhật được một cái thông tin nữa mà cũng cảm thấy rất là bức xúc, cũng phải chửi. Mặc dù nó đã bị bắt rồi nha mọi người, nó đã bị bắt rồi, nhưng mà cũng vẫn phải cung cấp thông tin để cho cô dì chú bác nắm bắt, để mà có cái phương án để mà mình lên cái kế hoạch để bảo vệ con trẻ của chúng ta. Thì đây là một cái câu chuyện liên quan đến một cái vụ bắt cóc luôn nha mọi người. Một cái vụ bắt cóc luôn mà Lực Tàng cũng vừa mới cập nhật được liên quan đến trẻ em. Và đây là bé trẻ sơ sinh nha mọi người. Mới đẻ ra là một cái đứa cầm thú này. Nói chung là cũng là thuộc dạng là dễ rách đầu đất này. Nó lại còn vào đến tận bệnh viện để nó cướp con của người ta. Nó cướp con của người ta để nó làm tiền đó mọi người. Đấy. Bắt cóc trẻ sơ sinh, đóng giả bác sĩ, đi vô bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh.
để về để bán lại cho người khác để lấy tiền. Mọi người thấy gớm không? Ghê rợn không ạ? Một vụ bắt cóc trắng trợn luôn nha, và đã bị công an bắt cách đây hàng ngày hôm qua luôn đó mọi người. Thì cái sự việc này là ở xảy ra ở bệnh viện ở Trương Mỹ ngoài Hà Nội đó, thì là ở một cái bệnh viện đa khoa khoa sản đó. Thì cái gia đình này mới đẻ được một đứa con, thì cái con này á, nó vô bắt đầu là nó mặc cái áo blue trắng đó mọi người, là áo bác sĩ á. Thì bắt đầu là nó vô, nó luồn vào đó, bắt đầu nó giả bộ bác sĩ, nó khám bệnh cho cái đứa trẻ này. Xong bắt đầu là nó nói là bé bị vàng da, rồi bắt đầu là nó ôm bé, là nó bắt cóc bé đi luôn. Nhưng mà gia đình nghi ngờ, thấy cái biểu hiện lạ, tại sao bác sĩ lại như thế này như thế nọ mọi người. Bắt đầu đi theo thì bắt đầu là khi mà cái con này á, nó gặp một ông bác sĩ thực sự, bắt đầu nó run, nó sợ, bắt đầu nó ôm đứa bé nó bỏ chạy mọi người. Bỏ chạy thì chạy làm sao được, trong khuôn viên bệnh viện mà có bảo vệ đồ này kia. Bắt đầu là họ tóm được con này và tìm báo cơ quan công an bắt nha mọi người. Mọi người thấy ghê không? Thì mọi người biết vì cái lý do vì sao mà cái con này nó lại đi bắt cóc không? Đấy, chỉ vì một cái lý do rất là đơn giản thôi. Thì mọi người thấy là nó xa vào cái cạm bẫy và nó dính dáng đến pháp luật một cách rất là dễ dàng. Đặc biệt là rất là nhiều vụ án, nhưng tại sao lực tài chỉ cập nhật thông tin về những đứa trẻ? Tại vì nó đây là cái vấn nạn đang rất là nhức nhối. Nếu như đứa bé này mà nếu nó làm trót lọt thì cuộc đời bé sẽ đi về đâu? Rồi gia đình của cái người, của cái đứa bé này sau khi mất con thì sẽ như thế nào? Đúng mọi người. Cái lý do mà nó bắt thì mọi người biết rằng là nó nói rằng nó làm ở một cái khu công nghiệp, nó là công nhân. Nhưng mà vì bị người ta lừa mất 10 triệu thì bắt đầu là nó cay cú và nó tức tối. Thì trong cái lúc mà bị lừa thiếu tiền, không có tiền tiêu xài, thì bắt đầu nó mới nghĩ cái phương án là những người xung quanh đó, tức là những người mà nó quen biết, là đang cần nuôi những đứa con, tức là những cặp vợ chồng hiếm muộn đang cần nuôi những đứa con. Thì bắt đầu là nó mới lên phương án bàn bạc với nhau để cướp con người khác về để bán lại cho những cái người cần nuôi đó để nuôi với một cái số tiền nào đó nha mọi người. Thì mọi người thấy rằng là con này nói là làm, nghĩ là làm, là bắt đầu là nó đi thẳng vào bệnh viện để nó bắt. Nó nói là trong bệnh viện, vậy như là khoa sản thì rất là nhiều trẻ em, và vô đó thì rất là đơn giản để bắt những đứa nhỏ đi. Thì bắt đầu là nó lên phương án để nó bắt cái đứa trẻ mới đẻ ra đó. Xém nữa là nó có thể trót lọt, nếu như mà người nhà không để ý là chắc chắn là trót lọt, và nó về nó sẽ bán lại cho người khác để nó lấy tiền nha mọi người. Đấy, mọi người thấy một cái vụ án rúng động không ạ? Tưởng chừng như là trong phim thôi, nhưng mà thực sự nó lại diễn ra ở ngoài đời đó. Thì nếu như mà bán đi rồi thì không biết rằng là những cái người mà mua những cái đứa trẻ đó có thực sự nuôi nó hay không, hay là mang về rồi bắt đầu là nó lại bán cho người khác để lấy nội tạng, hay là nó làm đủ thứ chiêu trò trong đó. Đúng không mọi người? Chúng ta đâu có biết được. Đấy, một cái trường hợp này là con này là nó cũng ở ngoài Trương Mỹ Hà Nội nha mọi người, nó làm công nhân đó mà 33 tuổi rồi mà không biết là có dính líu đến cái tệ nạn xã hội cái gì hay không, mà bắt đầu là bị người ta lừa, xong rồi bắt đầu là đi lừa lại người khác để cướp con người khác, bắt cóc con người khác để bán để kiếm tiền xài. Thì mọi người thấy đó là có nên để cho nó sống hay không? Lực ta nghĩ lại cũng nên là loại trừ tụi nó ra, cho về ở với Trang và Thái luôn, đúng không? Có gì các bác, quá chỉ là tệ bạc. Hiện tại bây giờ là nó đang bị dính đến cái tội gọi như là chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Đấy, rồi còn cái tội bắt cóc này nọ rất là nhiều mọi người. Con này thì cũng sẽ đi tù, cũng hơi mọt gông đó. Đấy, là ta nghĩ rằng là phải nghiêm trị những cái kẻ như thế này. Nếu như nó trót lọt một cái phi vụ này thì rõ ràng rằng là tiếp tục sau đó nó sẽ làm một phi vụ khác. Khi đồng tiền nó kiếm quá dễ mà mọi người, nhưng cái nỗi đau để lại cho gia đình nhà mất con thì nó nhiều đến mức độ như thế nào. Không khác gì là cái vụ việc của bé VA. Ở đây là nó cướp con người ta là phải quy vào cái tội giết người, đúng không mọi người? Tức là nó cướp đi rồi thì con mình mất không phải là giết người à? Đó, thì không khác gì là gia đình mà bị mất con, không khác gì là giống như bé VA, giống như gia đình nhà bên ngoại của bé VA. Tất cả đều đau buồn và đau xót như thế nào khi mất đi một đứa con, đúng không mọi người? Đấy là ta nghĩ rằng là cho quy vào cái tội giết người, và giết người thì phải đền mạng, đúng không mọi người? Giết người là phải đền mạng.
không thể nào mà nhẹ tay với những cái kẻ đó được. Quá ác. Mà có những cái suy nghĩ như vậy thì xã hội không biết sẽ đi về đâu. Đấy, chắc chắn là nó làm được một vụ là vụ sau nó cứ vậy nó làm. Đúng không ạ? Tại vì sao thì người ta vẫn cứ lên cái kế hoạch và chỉ cần yêu cầu những ai mà đụng đến những đứa trẻ mà người ta phát hiện ra được, chắc chắn rằng là anh em hội nhóm của người ta sẽ có phương án để xử lý trước, rồi báo cơ quan công an để mà kịp thời cứu các bé nha mọi người. Đúng không ạ? Còn rất nhiều nữa nha mọi người, rất nhiều nữa những cái trường hợp bạo hành, những cái trường hợp trong gia đình, rồi trong nhà trường, rồi đến cả giáo viên, cô giáo, thầy giáo ở trong môi trường trường học nữa, là cũng xảy ra cái vấn nạn bạo hành rất là mạnh mẽ, rất là nghiêm trọng. Thì bên phía Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Đài Truyền hình VTV1 cũng như là các lãnh đạo cấp cao, các ban ngành cũng đã ra cái kế hoạch để có cái phương án tối ưu, mạnh mẽ và nghiêm trị những cái kẻ bạo hành và đưa lên cái kế hoạch bảo vệ trẻ em lên hàng đầu. Thì mọi người thấy đó, rất là nhiều bộ luật, rất là nhiều những cái mà để nghiêm trị, nhưng tụi nó quả như là như nước đổ lá môn. Mới nghe qua đó thì xong rồi, là tất cả mọi cái vấn đề tội ác là nó chỉ nhắm đến là có lợi cho mình là nó làm, còn không biết là người khác như thế nào. Đúng không ạ? Đó, thì cái sự việc của bé VA nó đã xảy ra khi Trang và Thái tức thì tính mạng của con mình, mà là Trang đã theo đuổi 8 tháng trời này chờ đến ngày để giải quyết. Thì ngày hôm nay là ngày 21, ngày 22 rồi, là tròn 1 tháng trả hồ sơ vụ án rồi, mà đến giờ vẫn chưa có một cái thông tin gì từ phía lực lượng cơ quan chức năng. Họ thông báo cho chúng ta để chúng ta biết là hồ sơ đã giải quyết đến đâu. Chắc chắn nếu như họ không đưa ra thì nó đã chuyển về cơ quan điều tra, mà chuyển về cơ quan điều tra lại phải chờ thêm 1 tháng nữa nha mọi người. Thì luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng đã tiết lộ cho chúng ta biết rằng là quá trình đang chuyển sang viện kiểm sát ở phía cơ quan điều tra làm đúng theo quy định của thẩm quyền. Thì chúng ta phải biết được vậy, và chúng ta phải lại tiếp tục chờ đợi. Đúng không ạ? Tiếp tục chờ đợi để cho họ sẽ giải quyết, và căng lắm thì tháng 9 nha mọi người. Thì bây giờ bắt buộc chúng ta lại phải chờ. Trong cái giai đoạn chờ đợi như thế này thì chúng ta lại tiếp tục lên án, và chúng ta lại tiếp tục cung cấp những cái thông tin mới nhất xoay quanh cái sự việc, để cho cái sức nóng của câu chuyện giữ được, và chúng ta sẽ kéo theo đó là phản ánh và lên án những cái trường hợp bạo hành tiếp theo. Nên cô dì bác không thể để mà im lặng được, càng im lặng thì càng xảy ra nhiều. Đúng không mọi người? Chúng ta phải lên án mạnh mẽ, thì ai cũng phải có cái ý thức để mà bảo vệ trẻ em. Đúng không ạ? Còn tình hình Trang và Thái thì bên ngoài thì họ chắc chắn là họ sẽ vẫn cứu cô. Họ vẫn còn những cái phương án này nọ. Họ không quyết định là họ không buông bỏ, và họ sẽ viết đơn kiến nghị này nọ để cứu con, rồi rất là nhiều những cái mưu hèn kế bẩn để mà cứu được con của mình, là mọi người cũng có thể thấy đó, rất là nan giải. Nhưng lực tàng vẫn tin tưởng vào pháp luật, thượng tôn pháp luật. Pháp luật sẽ là nơi cây nơi để giải quyết tất cả mọi chuyện, kẻ xấu kẻ ác sẽ được phơi bày và được xử lý nghiêm minh. Và tiếp theo đấy, một cái thông tin nữa là cô gì chúng bác cũng điện đến nói chị Hạnh gặp Thái Dúi rồi, vô thăm Thái Dúi. Thăm ở đâu mà thăm mọi người? Bây giờ mà mọi người lại còn nói như vậy thì không khác gì châm dầu vào lửa, để cho tất cả cộng đồng chuyển hướng sang nhà chị Hạnh, rồi bắt đầu làm cho câu chuyện rối bèn lên nha mọi người. Và chắc chắn rằng là khi mà gia đình nhà chị Hạnh bị tấn công thì không khác gì chúng ta đang tấn công vào bé VA. Đúng không ạ? Cho nên rằng cô dì chú bác theo dõi những cái kênh, trang kênh tin tức thì phải nắm bắt chính xác, chứ không là chúng ta sẽ bị dẫn dắt đi theo một cái đường khác nha mọi người. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều nhắm đến một mục đích tiêu diệt kẻ xấu kẻ ác. Đúng không mọi người? Triệt bằng hết, bằng sạch, để cho xã hội được yên lành. Nên cô dì chú bác đó, thì là Tàng cũng mong mọi ấy, cô dì chú bác là theo dõi clip của Tàng thì cùng các anh em ủng hộ hết mình. Những ai làm đúng thì ủng hộ và chia sẻ like đấy, rồi đó là động viên tinh thần để giúp đỡ cho anh em có những cái sức mạnh hơn nữa để tiếp tục chiến đấu. Ngày hôm nay là Tàng sẽ đi ra một cái tỉnh khác, khi đó đến cái tỉnh đó và làm cái vấn đề gì thì Lực Tàng sẽ cập nhật tin tức cho mọi người để mọi người nắm bắt. Và hiện tại bây giờ là Lực Tàng đang an toàn, anh em lên phương án hỗ trợ, cô dì chú bác cứ yên tâm. Rất nhiều người lo nói rằng là Lực Tàng ơi, con đi như vậy nguy hiểm lắm, nhưng mọi người yên tâm nhé, kẻ xấu kẻ ác nó sợ mình chứ mình không bao giờ mình sợ kẻ xấu kẻ ác, như vậy thì mới tiêu diệt được tụi nó nha mọi người, được chưa? Rồi, Lực Tàng cảm ơn cô dì chú bác rất là nhiều đã theo dõi clip ạ. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.